Thủ phủ kinh tế của Việt Nam sau một thời gian dài đổi mới theo kinh tế thị trường, thì người ta cũng thấy được nhiều trẻ em được gia đình nuôi nấng, săn sóc, sống trong tình thương và hoàn cảnh đầy đủ về vật chất, còn được đến trường học hành cho nên người giỏi giang. Đó là những trẻ may mắn sinh ra trong những gia đình mà cha mẹ có được công việc vững chắc, thương nghiệp phát đạt, hay những gia đình giàu có nhờ nhiều nguyên do. Bên cạnh đó, vẫn có không ít những thiếu niên tuổi từ 7-8 đến 15-17 phải sống cuộc sống đường phố như sống bên lề xã hội. Những gia đình nghèo túng lại thường xảy ra cảnh mâu thuẫn, xung đột của người lớn, khiến nhiều trẻ còn gia đình mà không nơi nương tựa, phải chọn đường phố làm nhà. Nhiều em trong số này không được học hành, chẳng được ấm no. Các em kiếm sống cho mình và gia đình như cố bám vào bên lề xã hội. Tuổi càng lớn, càng làm mồi ngon cho nạn lợi dụng tình dục, nạn mãi dâm, buôn bán và tiêu thụ xì ke ma túy. Đáng thương hơn hết là những trẻ chưa biết đi hay chỉ chập chững biết đi đã bị bồng ẵm ngồi lề đường xin ăn do những đứa bé chị của chúng cũng chỉ bé bỏng chưa bằng ai, hay là do những người mà không ai biết có phải là mẹ chúng hay không. Có cháu được dẫn đi loanh quanh ở những nơi đông người, nhất là những quán cà phê, quán nhậu đầy rẫy về đêm trong thành phố, cầm vé số hay những vật dụng linh tinh để giúp mẹ bán cho khách ăn, khách nhậu. Các chuyên viên của Viện Khoa học Xã hội và Ủy ban Dân số Kế hoạch Gia đình và Thiếu nhi của thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng bình quân trẻ đường phố trong năm 2003 là 8.000 em. Gọi là con số bình quân bởi vì con số này thay đổi theo thời biểu niên khóa học tập của các trường. Mùa hè nghỉ học, nhiều thiếu niên lục tìm trong bãi rác những giấy tờ, bao ni lông, chai lọ, vỏ hộp, các tông, tất cả những gì đem bán được cho lò tái chế. Phóng viên hỏi em mấy tuổi? 23 tuổi. Em cho biết là em mồ côi không có cha mẹ. Cháu ở đâu? Cháu nói ngã ba lỗ tẻ phải không? Cháu mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi vậy chứ cháu học lớp mấy? Không có giấy da xanh sao đi học. Tại sao lại không có khai xanh hả? Cha mẹ con họ không có làm. Vậy má con làm việc gì? Bán vé số phải không? Còn ba con? Ba con. Ba đi ở nhà nấu cơm, xong tóc, ngon, em con. Ồ, con có em hả? Thích có ta. Thì chứ em con mấy tuổi? Em con 7 tuổi à. Con nói con 7 tuổi mà em con cũng 7 tuổi lên sao? Con 8 tuổi chứ hiểu chưa? Phóng viên của chúng tôi hỏi thăm hai em khác. Em ở đâu trong thành phố vậy? Tôi còn ở Cần Thơ. Hai đứa ở gần nhà nhau hay là sao? Nhà cùng chung mà cho nhà chợ ở khác. Ở Cần Thơ mà là sao hả? Ở Cần Thơ có gì thích không? Chẳng thích đâu. Ai đi đến đó nằm không muốn về. Vậy chứ hai đứa mấy giờ sáng dậy thì đi bán? 6 giờ đi bán 10 giờ. Cháu nói 10 giờ tối hay 10 giờ sáng? Đôi bạn trẻ hồn nhiên sống cuộc đời vô định chẳng biết tương lai ra sao. Và những trẻ khác từ tấm bé đã chẳng khá hơn. Sở Y tế, Sở Xã hội thành phố thường báo động nạn béo phì cao mỡ của trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi báo chí chẳng mấy khi nói đến nạn còi xương thiếu dinh dưỡng, mất học mất hành của những trẻ vừa trò chuyện nãy giờ.